Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zakaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bước vào tuần thứ tư mùa vọng và lời chúa hôm nay cho chúng ta nghe đoạn bà maria thăm bà elizabeth một cuộc thăm viếng thật là ý nghĩa một cuộc chuyển trao đầy ơn của chúa bà maria sau khi nhận được lời sứ thần truyền tin và biết bà elizabeth người chị họ của mình cũng đang cưu mang một người con trai thì bà maria đã vội vã lên đường thăm bà chị họ của mình vào nhà gặp bà elizabeth và một cuộc trao chuyển được xảy ra ngang qua lời chào của bà maria và sự đón nhận của bà elizabeth bà elizabeth vừa nghe tiếng bà maria chào thì đứa con trong bụng bà Elizabeth đã nhảy lên vui sướng và bà Elizabeth nói bởi đâu tôi lại được mẹ của chúa tôi đến với tôi thế này một niềm vui vỡ òa ra một sự hạnh phúc thực sự được đổ đầy ngang qua cuộc thăm viếng của mẹ Maria mẹ Maria đến với bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui vì biết là chúa đó đái thương đến gia đình của bà Elizabeth một tuổi già hiếm hoi nay có con và một sự thương mến của chính Chúa chạm đến thân phận của người nghèo. Nhưng ở cuộc thăm viếng này thì ngoài chuyện là mẹ Maria thăm bà chị họ để giúp đỡ bà chị họ trong những công việc cần thiết của tuổi già khi mang thai thì lại là một cuộc chuyển trao mẹ Maria đầy ơn Chúa Thánh Thần và trong lòng của mẹ ngôi lời thiên chúa nhập thể đã đến với gia đình của bà elizabeth bà elizabeth được đầy ơn của chúa do vậy mà đứa bé trong bụng của bà elizabeth đã nhảy nên vui sướng bởi vì được đổ đầy sức mạnh của thần khí chúa thăm viếng ngoài chuyện sẻ chia tình của con người với con người thăm viếng còn là một cái cơ hội để ơn của Chúa được đổ xuống ngang qua sự chuyển trao thực sự của hai con người gặp nhau. Hôm nay chúng ta thấy trong cuộc thăm viếng này, để rồi chúng ta nhắc nhớ với nhau trong cuộc sống hiện tại, ta cần được ơn của Chúa đổ đầy và ta xin Chúa đến với chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Khi Chúa đến, luôn luôn là niềm vui được đổ đầy trong cuộc đời chúng ta lấp đầy những cái sự trống vắng cô quạnh mùa vọng là thời gian của đợi chờ xin chúa là chúa của tình thương cho chúng ta có cái cơ hội thực sự thức tỉnh để đợi chờ và mong ngóng chúa đến với chúng ta và xin chúa cho chúng ta cũng biết mang chúa đến cho những người chúng ta gặp gỡ khi chúng ta thăm viếng khi chúng ta sẻ chia và khi chúng ta được cùng nhau tôn vinh thiên chúa cha của chúng ta đấng đã đoái thương đến từng thân phận của con người amen